ấy Tâm ơi Tâm, em sấy từ từ thôi Tâm. Ấy da, anh biết em thương anh mà, anh biết là em thương anh, nhưng mà em sấy từ từ thôi, anh chịu không có nổi. Ấy da, thôi em không chịu đâu, em thích vậy à. Em bình tĩnh đi Tâm. Ấy da, Tâm ơi em bình tĩnh đi, anh đi làm xa có mấy bữa em làm gì với vậy, em không quan tâm đâu, anh là của em á. Trời ơi, ai mà dành của em đâu, anh mới đi làm về chưa nghỉ ngơi gì hết, cái gì cũng từ từ nhẹ nhàng tình cảm thôi em. Nhớ rồi đó, lúc mới quen em á, đụng vô người em hả, em không cho, em ngại, em xô anh ra, em nói anh đê tiện. Trời ơi bây giờ hả, ấy da, thì em là con gái mà em phải ngại ngùng làm giá chứ. Không mấy em giảm tốc độ được không? Ây da, ây da, da. Ê, sao gác dư ta? Chết cô đỉ mẹ lộn với da luôn rồi.